Xin mời chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyên Audio giới thiệu đến tất cả các bác hai cục đẩy và một con vang mà Tùng Nguyên xuất cho hàng cho tất cả các bác trên mọi miền tổ quốc. Với cấu hình ngày hôm nay thì Tùng Nguyên giới thiệu đến tất cả các bác hai dòng đẩy hàng chính hãng của công ty. Tại sao người ta hay gọi là hàng chính hãng và hàng không chính hãng? Những cái dòng sản phẩm của hàng chính hãng thì các bác dùng nó rất là thích. Thứ nhất là độ bền cao, ít bảo hành và nó có nhiều chức năng hơn. Và cái cấu hình của nó thì nó sẽ tiếng sẽ ra giải hay hơn. Các bác đừng bao giờ nghĩ là đẩy nó chỉ có ra công suất thôi, mà nó sẽ ra cả tiếng hay cả không hay đấy các bác nhé. Với cấu hình này, đẩy này là BS Audio DK850, BS Audio DK650. Nó sẽ có các cái dòng đẩy này, nó sẽ có hệ thống chống chập này, rồi rất là nhiều chức năng mà có những cái dòng đẩy thường nó không có. Và cấu hình này là con này là DK850, là 650W một kênh. Con này đánh no full 30 cho em. Đấy, hoặc là đánh hai đôi bát 25. Còn con này thì là DK850, công suất là lớn hơn 850W một kênh. Đánh các dòng no full 40 hoặc đánh súp hơi 50. Đấy, nếu mà các bác đang, ví dụ nhà mình có một cục đẩy rồi mà lại không có cục đẩy đánh súp hơi, thì mình sắm thêm một cục đẩy nữa. Mình không có đẩy 4 kênh rồi thì mình chơi thêm một cục đẩy nữa để mình đánh súp hơi. Đấy, còn đây là một con vang cơ BS Audio SV9. Những dòng đẩy chính hãng này bao giờ cũng đắt hơn so với các dòng đẩy thường. Đấy, vì nó là hàng chính hãng và hàng chất lượng cao. Các cái cấu hình này nó đều là chạy mạch CH. Nó sẽ có công suất là 850W và 600W trên một kênh. Các bác lưu ý, nếu đẩy bình thường các mua các dòng đẩy là phải tính công suất ở trên một kênh bao nhiêu thì nó mới độ đắt của nó khác nhau. Còn đồng ở đây nó sẽ hiển thị một cái đồng hồ có hiển thị ngày tháng giờ giấc. Và các bác lưu ý, các cái dòng đẩy BS này, hình thức của nó các bác nhìn này, đây là dòng đẩy chính hãng, hình thức của nó làm nó rất là xịn sò, đẹp. Và con SV9 này có thể kết hợp với các dòng âm ly này, hoặc là các dòng loa kéo này, nó có Bluetooth này, cổng quang này, chống hú này, feedback này, chống hú này. Đấy, SV9. Con này của nó là PS Audio in chìm ở trên mặt. Và mặt sau của nó này có rất là nhiều các dòng đẩy, nó sẽ không có cái hệ thống pry ở đây. Các cái hàng chất lượng PS hay hàng tem của nhà máy PS. Hai cái quạt hút ở đằng trước vào, hai quạt thổi ra đằng trước và hai quạt hút vào đằng sau. Đấy. Nó sẽ có cái đường hai đường AV này là không có lưu trích, thì mình không bắt hai cái đường lưu trích này, mình bắt vào AV đây. Hai đường vào, hai đường ninh vào, hai đường ninh ra. Đấy, cổng sau của con đẩy nó là như thế. Đây là cấu hình là cái này của cái con vang, nó sẽ có cái tô vít và cái anten. Thiết bị vang này thì nếu các bác chơi được cái gì thì em tặng cho các bác cái dây dắt để chơi cái đó. Thì hôm nay cửa hàng Tùng Nguyên Audio review cho tất cả các bác cái mẫu đẩy DK850 và DK650 và mẫu vang cơ SV9. Thì cấu hình ngày hôm nay Tùng Nguyên muốn giới thiệu đến tất cả các bác trên mọi miền tổ quốc. Hai mã đẩy này để đi đánh karaoke gia đình rồi đánh loa kéo. Đấy, tiếng rất hay các bác nhé, các bác đừng bao giờ nghĩ, em nhắc đi nhắc lại rồi, cục đẩy các bác đừng bao giờ nghĩ là chỉ ra công suất mà sẽ ra cả tiếng hay. Đấy, ra tiếng rất hay luôn, riêng con này chạy mạch cửa lát hát ra tiếng rất hay. Thì hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác có nhu cầu đến thiết bị âm thanh chính hãng của PS Audio DK80 và DK650 có thể liên hệ cho Tùng Nguyễn Audio. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nha.